Dế Nhũi Review sau một học kỳ học tại Trần Đại Nghĩa. Thì về cái đề thi này, lần này thì những cái môn như là âm nhạc, mỹ thuật, rồi thể dục á, thì thật sự thầy cô cũng khá là tương đối là rất là rộng rãi với mình. Kiểu như là nếu mà mình không đạt á, thì có thể thầy cô sẽ cho mình thêm một cơ hội nữa để thi lại, hoặc là thầy cô kiểu nhắc nhở mình cho mình làm lại một lần nữa, thì sau đó thầy cô sẽ chấm đạt. Về những cái môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, công nghệ, thì những cái môn đó thật sự là mình rất là phải bám chắc cái lý thuyết. Nói chung là lý thuyết bao nhiêu cho như là học đề cương là học hết, học thật sự học rất là kỹ luôn. Nói chung là cứ bám theo chương trình mà học thôi, chứ không có cần suy nghĩ gì nhiều. Lịch sử thì rất là nhiều và nhìn có vẻ khó, nhưng mà dễ nhớ hơn địa lý. Và địa lý sẽ có nhiều số liệu hơn. Tại vì khi mà mới đi học lịch sử đầu năm lớp 6 thì nó chỉ nói về lịch sử loài người thôi, chưa nói về những cái chiến tranh. Địa lý học rất là nặng, rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn, phải gọi là cực kỳ nhiều luôn. Và cái phần tự luận lịch sử địa lý rất là gắt. Kiểu nó sẽ khi mà trong đề cương á, thì thầy cô sẽ ghi một cái phần gọi là phần tự luận lịch sử địa lý. Thầy cô sẽ ghi những cái gì mà thầy cô sẽ cho ra. Không có cho ra giống như vậy đâu, nhưng mà nó rất là kiểu gọi là mông lung. Khi mà thầy cho cô cho tự luận về lịch sử địa lý rất là mông lung, mà mình không có thể nào mình ôn kỹ hết được. Cho nên phần tự luận, phần địa lý rất là sợ. Nhưng mà giữa địa lý và lịch sử thì mình vẫn nghĩ là nên học, dành thời gian học địa lý nhiều hơn. Tại vì địa lý chương trình nó nặng hơn và kiểu cũng nhiều bài hơn. Lịch sử thì nhìn nhiều nhưng mà có vẻ là rất là dễ nhớ. Địa lý thì nếu các bạn có gặp thầy Thạch Cottons thì các bạn sẽ biết kiểu như là thầy Thạch sẽ hay vào lớp thì sẽ hay trả bài gọi kiểm tra miệng rất là đáng sợ luôn, gọi là kiểm tra bài cũ á. Mặc dù kiểm tra miệng nó cũng không phải là gì hết, nhưng mà kiểu như là thầy hay đọc random. Và thầy cô Trần Đại Nghĩa rất là thích đọc random số luôn, cộng trừ nhân chia rất là nhiều luôn. Thì nói chung là các bạn học hết đi, nói như là hãy dùng kiến thức ra não mình là sẽ không có lo lắng gì cả. Về phần khoa học tự nhiên á thì sẽ có cái đề thi và nó sẽ có cả hóa lý sinh. Về phần hóa thì thật sự cái bài nó sẽ gọi là gấp 3, gấp 4 lần với lại lý sinh luôn. Nhưng mà không phải là quá khó, mà chỉ cần đôi khi kiểu như là mình ôn sơ qua thôi. Tại vì những cái câu mà hóa thì khi mà mình vào phòng thi mình vẫn có thể gọi là logic mình suy nghĩ ra được hết. Còn về phần lý thì thật sự là lý thì người ta sẽ cho khá là ít ở trong đề thi khoa học tự nhiên. Và lý thì mình chỉ kiểu như là tính toán là nhiều, và những cái gọi là công thức á, nhất là công thức thì mình phải học rất là kỹ công thức là được. Còn những cái về lý thuyết á thì mình chỉ cần ôn sơ qua. Còn sinh gọi là cái phần tự luận á là chỉ có sinh thôi, còn lý và hóa thì không có phần tự luận. Về cái phần sinh á thì gọi là lý thuyết khá là nhiều, rất là nhiều lý thuyết luôn, thì mình phải học thuộc tất tần tật luôn. Tại vì cả trắc nghiệm và cả tự luận nó đều dựa vào trên cái đó hết. Và kiểu giống như là nó rất là, trong đề cương thì nó sẽ cho ra rất là nhiều. Phải nhớ những cái ý chính của các đề cương. Tại vì khi mà đề cương thì nó sẽ có một cái giống như là một cái văn bản dài, kiểu như vậy, sẽ rất là nhiều thông tin. Mình chỉ cần nắm được cái ý chính là được. Về sinh cũng như là, nói chung là sinh là một cái được, trong khoa học tự nhiên thì sinh sẽ được cho ra nhiều nhất, và cũng như là được mọi người gọi là ôn tập nhiều nhất. Tại vì sinh cũng khá là khó. Lý hóa thì cũng không đến nỗi khó đâu, chứ tại vì lý hóa thì mình khi mà mình vào phòng thi thì mình vẫn có thể suy nghĩ được. Và nói chung là lý hóa cũng khá là dễ. Nhưng mà những cái môn đó thì mình phải học rất là kỹ lý thuyết, rất là kỹ lý thuyết thôi luôn. Và ngoài lý thuyết ra thì mình phải lắng nghe thầy cô giảng trên bài. Tại vì đôi khi có những cái kiến thức mà thầy cô nói á, thường mà sẽ không ghi hết trong cái đề cương, nhưng mà nó sẽ cho ra thi. Về phần tiếng Anh á thì ngoài cái kiến thức mà cô dạy ra thì về những cái thì
và những cái từ vựng thì mình phải tự cung cấp cho bản thân mình. Tại vì cái đề thi thì nó cũng khá là mông lung á, cho nên nó cũng mình phải học rất là kỹ. Thực ra thì tiếng Anh thì học kỹ là chính, tại vì nó sẽ không có quá là nói về kiến thức bên ngoài nhiều, mà thực sự là mình chỉ cần học kỹ về những cái thì mà nó những cái kiến thức mà cô đã dạy. Theo mình thì nó cũng khá là dễ nhưng mà rất là nhiều thông tin nhiễu, giống như là cái bài những cái đề cương mà cô đã cho học gì đó, nhưng mà cô sẽ thay đổi rất là nhiều thứ, như là các thì và lớp 6 thì sẽ tập trung vào thì tiếp thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, hiện tại tiếp diễn hoặc là hiện tại đơn, hoặc là những cái thì đơn giản quá khứ, quá khứ như là quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành. Thì đối với mình á thì cũng giống như là mình phải học gọi là đúng kiểu kiểu trước khi thi á, thì cô sẽ cho ghi chép những cái gì rất là quan trọng, thì đó là thật sự là những cái gì mình cần học. Còn những cái mà ở trước khi cô dạy á, thì mình chỉ cần ôn sơ qua là được. Về phần tiếng Anh thì thật sự là nó sẽ không có quá là khó, nhưng mà nó sẽ rất là nhiều thông tin nhiễu cho nên phải không được chủ quan. Phần toán thì Trần Đại Nghĩa là rất là chuộng những cái mẫu đề như là thực tế, nghiêng về thực tế và logic. Những cái bài toán như là tính ngày, tính tháng, rồi thứ mấy, hoặc là tính tiền, rồi những cái như là tình huống, nói chung là nó rất là phải gọi là logic á. Về cái phần toán hình học của Trần Đại Nghĩa thì theo mình thấy là nó sẽ không ra những cái dạng đề rất là dễ như là đề cương, mà nó sẽ ra những cái dạng đề mà khá là khó. Nhưng mà nếu như mà các bạn cố gắng thì được, tại vì mình làm được cái câu đó thì chắc là bạn cũng làm được. Bắt đầu ban đầu nó sẽ rất là kiểu hơi bất ngờ, tại vì nó sẽ là khá là khó, khó hơn nhiều so với là những cái đề cương mà thầy cho làm. Cho nên chúng ta một cái điều là chúng ta không nên được chủ quan, tại vì mặc dù thời gian kiểu Trần Đại Nghĩa cho thời gian ôn tập cũng không phải là ít, nhưng mà nó rất là nhiều bài. Toán đừng quá tin vào những cái đề cương mà hay là thầy cho gì trong lớp, tại vì vô thi người ta chỉ cho vài bài vậy thôi. Nói chung là học Trần Đại Nghĩa thì kiến thức không nhiều, nhưng mà gọi là vận dụng thì rất là nhiều. Giống như là những cái bài mà kiểu kiểm tra rất là thường xuyên luôn, kiểm tra nhiều kinh khủng. Đôi khi không phải là kiểm tra những cái hệ số nữa, mà kiểu kiểm tra mấy cái lặt vặt luôn á. Kiểu hầu như ngày nào cũng kiểm tra, tuần nào cũng có kiểm tra luôn. Xong rồi có những cái project dự án, rất là nhiều dự án cùng một lúc, rất là nhiều môn. Mà đến nỗi mà có lần nhớ mình còn đem cái bài sơ đồ tuy hóa để làm tiếp tục trong giờ ăn cơm nữa. Học Trần Đại Nghĩa cực nhưng mà nó khá là vui. Kiểu mình đầu tiên mình nghĩ là Trần Đại Nghĩa sẽ kiểu như khá nghiêm túc và sẽ gặp được những cái bạn rất là nghiêm túc luôn, nhưng mà không, mình sẽ gặp được những cái bạn học giỏi luôn, rất là kỳ lạ kiểu như vậy đó. Kiểu các bạn rất là vui tính, rất là dễ thương, vô là sẽ có động lực học liền à, cho nên cố lên.